nội tiết cơ thể thay đổi cùng quá trình lão hóa khiến các vết nám nhanh chóng xuất hiện, làm khuôn mặt của chị em trở nên già nua xuống sắc. Hiểu được nỗi khổ của chị em về nám trên da mặt, thẩm mỹ viện Milan là địa chỉ đầu tiên ứng dụng độc quyền công nghệ trị nám mới nhất IAG Paloma phiên bản 5+, mang lại hiệu quả trị nám hoàn hảo. IAG Paloma phiên bản 5+ điều trị hiệu quả các tổn thương sắc tố trên lớp biểu bì và hạ bì, đồng thời giảm thiểu rủi ro tác dụng phụ. Các chuyên viên tại thẩm mỹ viện Milan sẽ tiến hành điều trị theo các bước sau. Bước 1. Rửa mặt với sữa rửa mặt chuyên dụng Dema Logica. Bước 2. Tẩy da chết làm thanh khiết da Daily Microfoliant. Bước 3. Sử dụng công nghệ IAG Paloma phiên bản 5+, khoảng 15-25 phút tùy theo từng tình trạng da của khách hàng. Bước 4. Thoa kem dưỡng lên vùng da sau điều trị. Với những ưu điểm vượt trội như loại bỏ 95% lượng nám trên da sau lần đầu tiên điều trị, với lượng thời gian rút ngắn gấp đôi so với máy trị nám thông thường, IAG Paloma phiên bản 5+, an toàn tuyệt đối, không xâm lấn da vào các tế bào xung quanh, không để lại sẹo, tái tạo da, giúp da săn chắc, trắng hồng, mịn màng và đẹp tự nhiên. IAG Paloma phiên bản 5+, sử dụng cho nhiều loại da khác nhau và loại bỏ các loại nám cứng đầu như nám mảng, nám sâu, nám hỗn hợp mà không làm thâm da, không bị tăng sắc tố sau điều trị. Mình cảm thấy không tự tin vào cái khuôn mặt mình nhiều lắm. Mình có qua thẩm mỹ Milan mình tìm hiểu, thì mình có điều trị trong thời gian khoảng tầm 3-4 lần, thì mình cảm thấy cái vết nám và tàn nhang nó giảm đi rất nhiều, và một thời gian đây mình sẽ cố gắng điều trị cho nó dứt điểm luôn. Khi điều trị nám da bằng công nghệ IAG Paloma phiên bản 5+ tại thẩm mỹ viện Milan, bạn sẽ được viết giấy bảo hành và cam kết điều trị, cam kết chữa khỏi 100% nám da, hoàn trả lại tiền nếu quy trình điều trị không đạt hiệu quả, an toàn tuyệt đối cho mọi loại da, không xâm lấn, không để lại sẹo, bảo hành vĩnh viễn.